Xin chào quý vị và bà con. Theo dự báo, từ chiều tối mai, thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến mạnh. Một đợt mưa dông diện rộng mới sẽ xuất hiện trở lại. Mưa lớn tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 đến 12 tháng 6. Dự báo từ đêm mai cho đến hết ngày 6 tháng 6, lượng mưa ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Từ đêm 6 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 6, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, có nơi trên 120 mm. Đến với khu vực Trung Bộ, trong ngày mai thời tiết chủ đạo tại đây vẫn là nắng nóng với mức nhiệt phổ biến từ 35 cho tới 37 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt từ 37 đến 38 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50 cho tới 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho tới 17 giờ. Dự báo tình trạng nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Bà con nơi đây cần hết sức chú ý đề phòng. Thưa bà con, nhiệt cao cùng với độ ẩm giảm thấp sẽ tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt trong thời tiết nắng nóng, cần đảm bảo đủ nguồn nước tưới dưỡng giai đoạn đầu. Khi cây lúa hồi xanh sau cấy khoảng 5 ngày thì tiến hành bón thúc đợt 1 ngay để đảm bảo cân đối dinh dưỡng lượng đạm, lân, kali, giúp lúa đẻ nhánh khỏe và tập trung. Đối với rau màu, khi trời nắng gắt vài ngày là các loại rau ăn lá, rau gia vị bị táp và héo lá. Để chống nắng cho rau, nhất là rau ăn lá, người trồng cần tiến hành che lưới chống nắng, tưới ngoài ruộng lúc sáng sớm và chiều muộn, tỉa bớt cây héo. Đối với diện tích rau chết, cần khẩn trương chuyển đổi sang cây trồng khác như là ớt, mướp đắng. Kết lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.